Chào mừng các bạn đã đến với kênh Kiến thức tử vi về tướng số của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã tướng số của mình cũng như của người khác. Nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Và hôm nay, Kiến thức tử vi sẽ đem đến cho các bạn một video mới nhất và nóng nhất với nội dung tử vi về đường tài vận và đường tài lộc của những con giáp trong năm 2019. Và sau đây xin mời các bạn hãy chú ý theo dõi và lắng nghe. Chúc các bạn xem video vui vẻ và những giây phút thư giãn nhất. Cuối tuần này có 3 con giáp bội thu về tiền bạc, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang phú quý. Chúc mừng nếu bạn may mắn là một trong 3 con giáp dưới đây sẽ kiếm được rất nhiều tiền ở cuối tuần này. Một là người tuổi Ngọ. Cuối tuần này thì tuổi Ngọ được quý nhân phù trợ về mọi mặt trong cuộc sống, đồng thời có những tiến triển cực kỳ có khả quan về đường tài chính và sự nghiệp. Đời sống về vật chất của những con giáp này được cải thiện rất nhiều và đồng thời cũng xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt. Đây là những người giúp đỡ cho tuổi Ngọ rất nhiều trong công việc hoặc trong những thời điểm khó khăn. Về mặt khác, các khoản đầu tư trước đây bắt đầu cho thấy hiệu quả và mang về lợi nhuận một cách đáng kể. Và thứ hai, đó là người tuổi Thìn. Trong thời gian trước thì tuổi Thìn cảm thấy khá mệt mỏi và áp lực vì phải gánh trên vai quá nhiều những trách nhiệm, và dù có nỗ lực như thế nào thì cũng không khi nào ngơi tay. Và tuy nhiên, cuối tuần này sẽ giúp giải tỏa những gánh nặng của người tuổi Thìn cũng như mang lại nhiều may mắn đến với con giáp này. Trong công việc thì rất suôn sẻ và đạt được những thành quả khả quan, không chỉ khiến cho tâm trạng người tuổi Thìn một cách tích cực hơn mà còn tạo thêm một động lực phấn đấu hơn nữa trong cuộc sống của con giáp này. Đồng thời, tài chính của con giáp này cực kỳ ổn định, cũng giúp cho người tuổi Thìn chủ động hơn trong việc chi tiêu và sẵn sàng tự thưởng cho chính mình những phần thưởng xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Thứ ba là người tuổi Hợi. Hợi trong cuối tuần này thì được quý nhân phù trợ nên mọi việc rất hanh thông, việc gì cũng như ý, và nhất là trong phần công việc. Riêng về công việc của bạn vô cùng tốt đẹp, bạn nhận được sự đãi ngộ của cấp trên và có nhiều thành tích tốt, dự án lớn đã được thành công và thu lại rất nhiều khoản về lợi nhuận. Còn về chuyện tiền bạc của bạn vô cùng tốt đẹp, nó quá nhiều nguồn thu dành cho bạn. Thế nên bạn nhất định phải có kế hoạch chi tiêu tiết kiệm và chi tiêu riêng cho mình. Nếu như tính toán xây nhà mua xe thì phải tính toán sớm đi nhé. Hơn nữa, những thành quả của bạn trong cuối tuần này sẽ có thể khiến bạn giàu có từ giờ đến Tết, tiêu thả phanh không hết. Về phần 2 là những phụ nữ thuộc con giáp này không mệnh Phượng Hoàng thì cũng mệnh Kim Kê, trời sinh nham sắc mỹ miều lại được mệnh Phú Quý, lấy chồng hào môn và thế gia. Có những thời điểm mà con người sinh ra tinh hoa của trời đất hội tụ, mạch khí cát lành hỗ trợ nên cuộc đời nhiều người phụ nữ sung sướng an nhàn hơn người bình thường. Trong tháng 5 đã ghi lại về thời điểm sinh ra của mỗi người trong lịch sử và thời gian thực sự rất vi diệu. Có những thời điểm sinh ra tinh hoa của trời đất hội thụ mạch khí cát tường và hỗ trợ nên cuộc đời của nhiều người phụ nữ sung sướng an nhàn hơn những người thường. Thứ nhất là những phụ nữ thuộc mệnh Phượng Hoàng, gồm người tuổi Tý mà sinh vào tháng 1. Nếu người phụ nữ tuổi Tý mà sinh vào tháng Dần là mình mộc, khởi đầu của một năm trong tháng Dần là tiết trời xuân rộ, hoa cỏ đâm chồi nảy lộc, tràn trề sức sống và sinh sôi của vạn vật. Tý cũng là một con giáp
đứng đầu trong 12 địa chi được nuôi dưỡng sinh khí của tháng Dần rất có lợi cho sức khỏe cũng như là tài vận. Thứ hai là người tuổi Mão mà sinh vào tháng Tư, tuổi Mão mà sinh vào tháng Tỵ là thuộc mệnh hỏa, được thẩm thấu dưỡng chất của hỏa mới ẩm nóng. Mão thuộc mộc, mộc sinh hỏa mà hỏa trợ mộc, hỏa đầu hè là tỏa sinh khí cho mộc của Mão rất mạnh và khỏe khắn. Người này rất đào hoa và phong nhã. Thứ ba là người tuổi Tỵ mà sinh vào tháng 6. Tuổi Tỵ mà sinh vào tháng Mùi là thuộc thổ, rất thuận lợi cho Tỵ. Hỏa sinh thổ giúp cho hỏa trong Tỵ không bị nóng gay gắt mà được ôn hòa dưỡng sinh tự nhiên, mang lại nhiều phúc khí. Thứ tư là tuổi Mùi sinh vào tháng 8. Tuổi Mùi mà sinh vào tháng Dậu là kim, được thanh lọc bớt khí thổ. Phụ nữ tuổi Mùi mà sinh vào tháng này là nhiều thổ quá sẽ bị thổ vùi, nhất là tháng 6, khiến cho con người không linh hoạt, khô cứng, không biết nắm bắt thời cơ. Điểm chung của những người phụ nữ mà có số sinh thuộc Phượng Hoàng là có nhan sắc đẹp đẽ đến mức câu hồn đoạt phách. Vẻ đẹp câu hồn đoạt phách được hiểu là vẻ đẹp đến mức khiến người ta phải ngắm mãi không thôi, đẹp đến mức nín thở nhưng lại không dám sỗ sàng dung tục, đẹp mà ma dị thanh tao là người cao quý. Cho nên mức độ thể hiện ra bên ngoài của mỗi con giáp sẽ khác nhau. Còn phụ nữ tuổi Tý có vẻ đẹp thông minh, cá tính sắc sảo, tuổi Mão lại pha thêm chút khéo léo, lạc quan vui vẻ. Phụ nữ tuổi Tỵ thì ngoài dung nam nhan diễm lệ còn mang vẻ mềm mại phong tình. Nữ tuổi Tỵ là vậy, còn nữ tuổi Mùi lại mang dáng vẻ đằm thắm ôn hòa hơn. Lộc tài và may mắn đến với những người phụ nữ có mệnh Phượng Hoàng nhiều vô kể. Nếu không sinh ra trong một gia đình châm anh thế phiệt thì phụ nữ mệnh này cũng được gả vào gia đình hào môn thế gia. Những ngày tháng trong cuộc đời của họ thong thả, tiêu diêu và tự tại, việc của họ tận hưởng những ngày đẹp của cuộc đời bên người mình yêu thương mà thôi. Còn với những người phụ nữ thuộc mệnh kê, thứ nhất là tuổi Sửu mà sinh vào tháng Tư. Phụ nữ tuổi Sửu mà sinh vào tháng Tỵ là hỏa, là được ban nhiều may mắn phúc lộc. Trong tháng 12 hàn lạnh, tiết trời sương giá, tuổi Sửu là thổ, được hòa khí trong tháng sinh sưởi ấm nên không lo một cuộc đời vất vả đói kém. Ngược lại, hỏa sinh khí tài cho thổ, khí rất nhiều. Thứ hai là tuổi Dần mà sinh vào tháng 5. Phụ nữ tuổi Dần là mộc, sinh vào tháng Ngọ cũng rất thuận hà khí hỏa. Khi tháng 6 sinh tài cho tuổi Dần là mộc, nuôi dưỡng cho cuộc đời phụ nữ tuổi Dần đầy đủ may mắn và bình an. Thứ ba là tuổi Ngọ mà sinh vào tháng 9. Phụ nữ tuổi Ngọ mà sinh vào tháng 9 là hỏa, sinh tháng Tuất là thổ, được trau chuốt thêm về hiền hòa mềm dịu, cuộc đời rất ấm no. Thứ tư là tuổi Thân mà sinh vào tháng 11. Nữ tuổi Thân là kim, sinh vào Tý là thủy, được mài giũa tôi luyện cho con người về thiên can, trường là nghị lực. Phụ nữ thuộc mệnh kim kê nói chung vốn được trời sinh ưu ái cho bản tính kiên trì và nghị lực vượt lên cuộc sống. Những người phụ nữ có mệnh kim kê là những người có năng lực, và mặc dù trong cuộc sống phải trải qua những khó khăn và thử thách nhưng người này rất bền lòng và vững chí, là những người phụ nữ có đầu óc sáng tạo và có nhiều ý tưởng. Dù là hoạt động trong ngành nghề nào thì những người phụ nữ này càng về hậu vận càng có cuộc đời vinh hoa và phú quý. Về phụ nữ được hưởng hào quang của mệnh Khổng Tước, thứ nhất là tuổi Thìn mà sinh vào tháng 12. Phụ nữ tuổi Thìn là thổ, sinh vào tháng Sửu là thổ, được hưởng lưỡng thổ thành sơn nên cuộc đời được bồi đắp nhiều phù sa, hạnh phúc và phú quý. Người tuổi Dậu mà sinh vào tháng 5. Phụ nữ tuổi Dậu là kim mân, sinh vào tháng Ngọ là hỏa, được tôi luyện cho thêm cứng cáp và sắc sảo. Còn người tuổi Tuất mà sinh vào tháng 6,
Phụ nữ tuổi Tuất là thổ dương, sinh vào tháng Mùi là thổ âm, là sự kết đôi âm dương hòa hợp của địa chi, sinh năm và ngũ hành tháng sinh tạo nên cuộc đời của người tuổi Tuất trong tháng 6 nhiều may mắn, tiền bạc hơn những tháng khác. Người tuổi Hợi mà sinh vào tháng 7, phụ nữ tuổi Hợi là Thủy, sinh vào tháng Thân là Kim, được tài khí trong tháng 7, trợ vận dồi dào, phúc lộc như ý. Những người phụ nữ thuộc mệnh Khổng Tước vang danh thiên hạ với cách sống đối nhân xử thế tuyệt vời, và phụ nữ mệnh này đi trước, lời khen tiếp bước theo sau. Vì vậy, khi được hấp thụ tinh túy trời đất khi chào đời thì những người phụ nữ thuộc mệnh Khổng Tước không giàu sang cũng phú quý và được hưởng những cuộc sống phú quý trọn đời. Đừng tiếc like và comment khi xem video.